quý vị và các bạn, mở đầu chương trình truyền hình Vĩnh Long 1 sáng nay thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2012 sẽ là ca nhạc nhan đề Thời gian ơi. 5 giờ 30 phút sức khỏe của bạn, 5 giờ 45 phút chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 6 giờ Vĩnh Long ngày mới. Chương trình phim truyện lúc 6 giờ 30 phút sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập 33 của bộ phim truyện Trung Quốc Tây Du Ký. 7 giờ 20 phút phim thiếu nhi Siêu nhân Tiga tập 6, 7 giờ 50 phút Nhìn ra thế giới, 8 giờ 10 phút phim tài liệu Chung một ngọn cờ tập 9 Nghĩa tình bốn phương. Tiếp theo là hai tập 108-109 của bộ phim truyện Đài Loan Tế Công sẽ được phát sóng vào giờ phim truyện lúc 8 giờ 30 phút, 10 giờ thế giới động vật Kiến sa mạc phần 1, 10 giờ 20 phút ẩm thực nước ngoài, 10 giờ 40 phút phim tài liệu Bác Hồ với ATK Thái Nguyên tập 1 phần 5 Những quyết định lịch sử ở ATK. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc trong chương trình ca nhạc sáng nay.